quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, các cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh yêu quý. Từ ngàn xưa trong ký ức xa xôi, mỗi con người dân Việt Nam chúng ta hẳn ai cũng được nghe những làn điệu dân ca thiết tha, mượt mà, gần gũi thân thương của mỗi miền quê qua từng làn điệu dân ca, câu hò, điệu lý, mang âm hưởng của từng vùng miền. Những làn điệu dân ca ấy đã hòa vào câu thơ, giọng hát của những người dân Việt Nam. Những bài hát dân ca quen thuộc như ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Dân ca là kết tinh thuần túy của tinh thần dân tộc, là nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam, làm nổi bật tinh thần lạc quan, yêu đời, thiết tha biết bao thế hệ trẻ thơ đã được bà, mẹ du bằng những làn điệu dân ca mượt mà. Đó chính là nguồn phù sa bồi đắp cho tâm hồn tuổi thơ để lớn lên. Sau này, những bài hát dân ca là niềm tự hào về quê hương đất nước, nỗi nhớ của mỗi người trước khi đi xa quê hương. Hiểu được ý nghĩa đó, đồng thời thực hiện kế hoạch số 18, kế hoạch nhà trường về việc tổ chức hội thi bé với các làn điệu dân ca năm học 2017-2018. Đến dự với hội thi chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Mừng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, đồng hồ chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Hội thi của chúng ta còn đón tất cả đại diện toàn thể các bậc phụ huynh, các cô giáo và toàn thể các cháu học sinh yêu quý. Đề nghị toàn trường chúng ta cho một tràng vỗ tay chào mừng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Mừng, bí thư chi bộ nhà trường, lên khai mạc hội thi. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bậc phụ huynh và cùng các cô giáo và các cháu học sinh yêu quý. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường Mầm non Hoa Hồng thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện lời dạy thiêng liêng của Bác. Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người, những cô giáo, những người kỹ sư tâm hồn của trường Mầm non Hoa Hồng luôn luôn cố gắng cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp trồng người, chăm lo cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Nhằm tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh học sinh và cộng đồng về việc tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ khoa học, từ đó nhận thức đúng đắn về giáo dục mầm non và có sự liên quan phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển một cách toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, thực hiện kế hoạch số 35 kế hoạch phòng giáo dục đào tạo ngày 6 tháng 9 năm 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non 2017-2018, được sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Sơn Dương, ban chi ủy chi bộ trường Mầm non Hoa Hồng, hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2018, trường Mầm non Hoa Hồng long trọng tổ chức hội thi bé hát dân ca năm học 2017-2018. Về dự với hội thi ngày hôm nay, tôi nhiệt liệt xin chào đón các ông bà là đại diện của các bậc phụ huynh, của các cháu và toàn thể các bé đến dự hội thi ngày hôm nay. Tôi xin nhiệt hoan nghênh 189 gương mặt tiêu biểu xuất sắc đại diện cho 526 học sinh trường Mầm non Hoa Hồng về tham dự hội thi ngày hôm nay. Đề nghị tất cả chúng ta nhiệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bậc phụ huynh và các cô giáo cùng các cháu học sinh yêu quý, hội thi bé thi hát dân ca là một trong hoạt động thường xuyên tạo ra sân chơi bổ ích cho các bé được giao lưu học hỏi, gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống, là động lực đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua, tạo cơ hội cho các bé mầm non được giao lưu thể hiện khả năng nhận thức về môi trường tự nhiên, về xã hội, về khả năng giao tiếp, giáo dục trẻ mầm non tự tin bước vào bậc học tiểu học một cách vững vàng. Thông qua hội thi giúp trẻ phát triển một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng cảm thụ âm nhạc, yêu các làn điệu dân ca của đất nước mình, nhằm phát triển tư duy, sáng tạo, tự tin trong các hoạt động, đặc biệt là việc phát triển ngôn ngữ, phát triển trí tưởng tượng và khả năng diễn đạt và sự hiểu biết một cách rõ ràng. Qua hội thi, bé thi hát dân ca khơi dậy sự say mê sáng tạo, lòng yêu nghề mến trẻ của các cô giáo, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp ban ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh. Với tầm quan trọng và không khí vui tươi trong ngày hội,
tôi xin tuyên bố khai mạc hội thi bé thi hát dân ca năm học 2017-2018. Xin kính chúc các vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các con mạnh dạn, tự tin bước vào hội thi và giành chiến thắng trong đội thi của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua thể lệ cuộc thi. Thứ nhất, thể lệ cuộc thi, các đội thi đã bốc thăm theo thứ tự và biểu diễn trình tự từ số thứ tự 01 đến số thứ 14. Cái thứ hai, về thang điểm thi là điểm 10. Tiêu chí 1 là các đội thi về lựa chọn đúng làn điệu dân ca thì được 3 điểm. Tiêu chí thứ hai là trang phục phù hợp được 3 điểm. Tiêu chí thứ ba là biểu diễn đẹp, tự tin được 4 điểm. Và chúng tôi đã lựa chọn chấm 3 độ tuổi, mỗi độ tuổi có 3 giải nhất, nhì, ba. Và sau đây chương trình xin được bắt đầu. We'll be right back.
cơm, khen ai khéo vỗ, ôm mấy bông mà nên bông, ôm mấy bông mà nên bông. Một bầy tan tình con xít, một bầy tan tình con xít, ôm mấy lội 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 sông, ôm mấy đi tìm em nhớ thương ai. Được còn mặt ôm mấy liền riêng, được còn mặt ôm mấy liền riêng. Một bầy mà tan tình con nhện, ô mấy răng tư. Hey, hey.
ông phụ ông xin đổi ba bộ chính châu. Bom rằng một nhận lấy châu, phụ ông xin đổi áo sâu cá mè. Bom rằng một nhận lấy mè, phụ ông xin đổi một mè gỗ lim. Bom rằng một nhận lấy lim, phụ ông xin đổi con chim tội mồi. Bom rằng một nhận lấy mồi, phụ ông xin đổi nấm soi. À hả? Nấm soi. À hả? Nấm soi. À hả? Nấm soi. Bom cười. Sau đây tôi xin thông báo kết quả phần thi của ngày hôm nay. Thứ nhất, khối 5 tuổi có 5 lớp chúng tôi đã lựa chọn ra, có 3 giải nhất. Thôi khối 3, 4 tuổi, 3 tuổi và 5 tuổi tôi đọc luôn thì đề nghị chúng ta sẽ lên nhá. Về giải nhất trong ngày hôm nay, khối 5 tuổi là 5 tuổi A4. Xin các bạn hãy vào trao vào tay. Khối 4 tuổi là các cháu 4 tuổi C. Con ơi, 3 tuổi B đọc phải A. Sau đây xin trân trọng các bé giải A lên nhận phần thưởng, mời các cô giáo cho các cháu xếp hàng. Xin trân trọng kính mời đồng chí lên mình hiệu trưởng lên trao lại A trước ạ. Đi ra đây, cháu đi nhờ cái nào? Con đứng im đấy nhá. Cho cháu ba trở lên trước. Tất cả các cháu đặt giày A lên xếp hàng để trao giải một lần ạ. Đưa mình đi lại đi. Em lên cất được. Tí nào. Ôi, đây rồi. Này, bỏ tay ra. Không ai bảo không ai được giúp. Con đừng có chụp ảnh nữa mà. Con đừng chụp ảnh, để chụp ảnh nữa mà. Không ai được không nha. Sân khấu đang đẹp, để đang quay phim. Đề nghị chúng ta hãy cho các bé một tràng vỗ tay thật to, cổ vũ ạ. Vâng, xin cảm ơn các bé. Xin cảm ơn cô hiệu trưởng. Mời các bé về chỗ ạ. Tiếp theo tôi thông báo kết quả của các bé đạt giải B của các nhóm lớp khối 5 tuổi, 5 tuổi A2. Xin một tràng vỗ tay cho mọi người bé. Khối 3 tuổi các cháu Tiềm Tất Thình, xin chúc mừng các bé. Khối 4 tuổi các cháu 4 tuổi A, xin chúc mừng các bé. Mời thân cô giáo cho các bé lên nhận phần thưởng ạ. Thank you.
Với 3 tuổi. 3 tuổi An Ninh, xin chúc mừng các bé. Với 4 tuổi. 4 tuổi Bơi, xin chúc mừng các bé. Xin mời tất cả các bé nhận phần thưởng. Xin chúc mừng các bé và chào mừng tên. Còn lại các lớp sẽ đạt giải D. Xin mời các cả các bé đã về sân khấu để nhận thưởng. Đó là lớp 5A1, lớp 5A5, lớp 3 tuổi A, lớp Kỳ Lâm và lớp 3A1. Được rồi các bé, các cô giáo cho lên sân khấu để nhận phần thưởng giải D. Chúng ta một năm mới an khang và thịnh vượng.